Sáng nay 21 tháng 7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài cổng tòa án, nhiều người dân có mặt từ sớm để theo dõi phiên tòa. Khoảng 7 giờ, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa bằng hai xe chuyên dụng. Khoảng 8 giờ 20 phút, phiên xét xử bắt đầu. Sau khi thẩm vấn lý lịch của hai bị cáo, hội đồng xét xử cho biết đã nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Ánh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại về việc đề nghị xét xử công khai vụ án, xác định tỷ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12 tháng 12 năm 2021 và xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Cái quyền sống còn là cái quyền đầu tiên mà các em phải được hưởng. Đó, cái quyền thứ hai là em được bảo vệ, mà ở đây quyền sống em cũng không được, là sống trong môi trường an toàn, an lành. Cái quyền bảo vệ người cha ruột của mình mà không bảo vệ cho mình được thì trẻ em biết kêu cứu ai? Nó là người lệ thuộc mà người cha nữa, mà để một người bạn của người cha đánh như vậy trong suốt một quá trình, mà xuyên suốt một thời gian dài như vậy thì đối với tôi là chúng tôi không thể chấp nhận được. Trong cái phiên tòa xét xử hôm nay thì chúng ta cũng xem xét toàn diện để chúng ta đánh giá đúng người đúng tội đúng pháp luật. Chúng ta không làm bất cứ một cái vụ nào mà chúng tôi thấy là những cái vụ mà coi như đánh hành hạ nhưng mà chưa có mức độ tàn độc như cái vụ án ngày hôm nay. Hội đồng xét xử sau đó đã hội ý và trả lời các đề nghị của luật sư. Theo đó, hội đồng xét xử cho biết vụ án này thuộc trường hợp phải xử kín. Tuy nhiên, bị cáo bị truy tố đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm và người đại diện bị hại không yêu cầu xử kín nên vụ án được xử công khai nhằm giáo dục phòng ngừa răn đe chung. Về kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với cháu VA, hội đồng xét xử cho là có căn cứ. Riêng kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, hội đồng xét xử cho biết sẽ cân nhắc sau khi có kết quả điều tra bổ sung. Căn cứ điểm C, điều 297 và điều 299 của Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ văn bản lập ngày 21 tháng 7 năm 2022 của hội đồng xét xử sơ thẩm, xét thấy cần tiến hành giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại đối với các thương tích gây ra vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021 mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, bị truy tố về tội giết người, hành hạ người khác. Còn Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Trang sống chung như vợ chồng với Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu VA tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian bé VA học trực tuyến ở nhà, từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của A liên tục trong gần 4 giờ, dẫn đến việc bé gái tử vong vì phù phổi cấp, sốc chấn thương. Thái sau đó đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi tội phạm của Trang.